Super Việt với lại chiếc ạc Roma. Nakata! Người ta gọi tôi không, người ta bảo tôi là huyền thoại. Người ta gọi tôi là huyền thoại. Hello anh em nha. Chào Thành nha. Hello hello. Hello tất cả anh em. Chúng ta sẽ đi chợ chỉ với 100 tỷ. On sớm, chăm chỉ xứng đáng thưởng một like chưa ạ? Xứng đáng thưởng một like chưa ạ? Thấy build team độc lạ chất thải không? Team về chất nha. Tôi cầm 100 tỷ này tôi build chất lượng luôn đấy. Cái con đúng giờ với là không như ai kia, tôi chăm chỉ mà. Vì tôi chăm chỉ mà. Thì đây hôm nay có bạn Duy Lê có gửi một chiếc ạt. Nó có 100 tỷ, thấy build cho em một cái team gì độc lạ đẳng cấp. Ok, đã nhận. Tôi đã nhận nên là hôm nay sẽ làm luôn. Monaco ngã ngay đấy. Porto Porto cũng được đấy. Thằng team nào hiếm hiếm lạ lạ ở đây. Đúng, 150 tỷ luôn. 150 tỷ luôn. Team trắng phao chưa có gì hết. Đấy thì hôm nay là gọi là Duy coi như là gửi tôi đấy, kiểu tin tưởng và trao chiếc ạc này cho trường làng, mong trường làng gọi là nâng tầm của chiếc ạc này. 150 tỷ yếu nhất tầm giá. Không, 150 tỷ đẳng cấp nhất tầm giá. Rồi. Vòng xoay, 10 đội. Roma chắc chắn sẽ được ưu ái này. Roma. Gì nào? Sanke. Lạ thế nhá. Không MU Chelsea đâu nhá. Gì nữa nào? Monaco à? Monaco, gì nữa? LA Galaxy à? Ok, LA Galaxy. Ui, mắc xây luôn á. Lyon, ok. Southampton, nhiều anh em comment Southampton vết. Southampton, ok. Ghi hết vào đây, không cần 10 nữa, ghi hết vào. Cho ghi hết luôn. Quay cho xanh chín, West Ham, ghi hết vào. Chơi cho đẳng cấp luôn, vòng quay mặt trời. Hơn 10 cũng được, không sao cả, ghi hết vào. Cho anh em, cho tất cả anh em không phải thiệt thòi, đúng chưa? Bây giờ ghi hết vào, cho nhiều anh em không, anh em bảo sao lại có 10 cái tên, đùa, em thích ngoài 10 cái tên, em thích những cái tên khác. Lead có chưa? Lead chưa có à? Lead nhá. 102 đã chi phối thầy Lân với 11.111 đồng. Nói đi anh. Đờ thò cù may. Cái gì nữa nhở? Quá đón lắm thế. Thế thôi. Xem tích, ok. Thôi quay thì thầy hơi nhiều rồi, dừng nhá. Xem tích có chưa nhở? Dừng nhá. Quay này. Ủa Roma vẫn chưa đi mà. Ủa Roma vẫn chưa đi kìa. Ủa stop Roma ở lại hết kìa. Có chỉ định Roma à? Không, tôi chưa lịch sự mà. Đây tôi để Roma ở đây. Đi đúng một vòng về Roma là đẹp. Stop City này, tin chuẩn là build Stop City này. Dấu tên 027 đã uy scan 10.000 đồng. Build team leo rank phát điểm cho anh em hà mặt cười. Ôi, không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Quỷ vậy chứ. Thành đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ôi, cảm ơn Thành nhá. Thành 10 điểm. Ui, bịp vậy chứ, không làm gì luôn. Không làm gì luôn ấy. Ok. Henry đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Em là em biết thầy Roma công rồi nhé. Ok, chúng ta cảm ơn Henry nha. Chúng ta chốt được team Roma nha anh em. Thành đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Thành nha. Salah linh hồn khởi ơi. Ok Thành ơi. Salah linh hồn. Ok, Dybala chắc đã. Dybala đang là hoàng tử Roma đấy. Mục của Dybala đã. Hoàng tử thành Roma. Salah. Đùa, build team thôi mà, anh em cứ cãi nhau gì không biết. 28 tỷ đấy, siêu phẩm đấy. Build full 5 nha, siêu phẩm đấy. Sad Boy đa tình đã chi phối thầy Lân với 18.000 đồng. Ôi, cảm ơn Sad Boy đa tình nha. Hello Khởi, ngày mai sinh nhật em, thầy có thể chúc em một lời từ đáy lòng và cô công nghiệp được không? Ok, nếu mà để ngày mai sinh nhật Sad Boy đa tình thì một lời chúc nó không công nghiệp này, từ tận đáy lòng luôn. Thì thầy xin chúc em là chúc em tất cả một đời an nhiên, đấy, không hề công nghiệp. Đó là thật sự đấy, những lời chúc đây là ý nghĩa đấy.
Cảm ơn sếp nói tình nha, nói chung là chúc mừng sinh nhật em. Matic à? Ờ, mua Matic từ từ nhá. Ai có cộng 8 không bán tôi cái. Ai cộng 8 nhả phát. Xin nhả phát Zaniolo linh hồn đội bóng cái. Nainggolan, phải mua Nainggolan thật. Nainggolan đây rồi. Những con mà tôi rất là gọi là thích ấy. Ai cũng 5 không? Một ghế dự bị cho hoàng tử En Sarawi của lòng em. Ok ok, một ghế dự bị cho hoàng tử En Sarawi của lòng em, chắc chắn có, chắc chắn có. En Sarawi dự bị gì đã luôn ấy, mà chứ hoàng tử đã ghê mà. Ôi hoàng tử đấy lâu lắm mới thấy hoàng tử có một xịn này. Hoàng tử chắc đá cũng bao ấy, nếu mà dự bị đá cũng bao. Hủy Salah đi phí quá thầy à. Ok ok, nhiều anh em bảo hủy Salah quá. Thế mua Salah một mùa khác nhá. Mua Salah mùa khác nhá. Thế tiết tiền à, không có tiết tiền. Hidokishi Nakata. Nakata cũng nằm không? Tôi mua Nakata tôi đã hiểu rồi, anh em hiểu vấn đề. Anh em nào có cộng 5 nhà tôi cái. Alo. Alo alo, anh em nào có cộng 5 nhà tôi Nakata cái. Tôi khiển của Nakata anh em mê luôn. Ok. Trick. Từ, tôi thích con Nangolan này quá. Tôi phải vụt con Nangolan. Nangolan biểu tượng Roma đấy. Biểu tượng ngày xưa ở Roma đấy. Patrick Trick. 15 tỷ 7 min luôn. Min luôn. Trích LL trên 54 đâu, 53 mà các swing lửa. Henry đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Mọi thứ đều được sắp đặt từ khi cái ước tới tay thầy mặt cười. Build team độc lạ mà anh em. Team Roma ít người build mà. Nét luôn ý. Zaniolo, tôi đang đợi Zaniolo đấy. Vụt luôn con này, sao phải nghĩ. Nó là không phải floor. Ok, trông trả ra cái vẹo gì ấy. Từ từ đá mới hiểu. Tôi, anh em nhiều cái anh em chưa hiểu thật. Nhiều cái là anh em chưa hiểu, phải đá anh em mới hiểu được. Ta cộng 5 là về á. Hứa nha. Rồi, tôi đi xếp cầu thủ đã. Thầy Pep cộng 3. Không, tìm về giá trị thật. Đắt sát ra miếng đấy, cố gắng thế. Ta cộng 2 vậy, xót tiền quá à. Xót tiền của Duy quá à. Cộng 2 thôi. Cộng 2 xong đập dần dần nó lên à. Thật đấy, em mốt nghe, tôi nghe nó lẳng cấp luôn đấy. Chết cái tao. Ok. Xong team, hủy diệt Danh Việt. Team chuẩn luôn, đi hủy diệt Danh Việt. 105 tỷ, team đẳng cấp nhất từ trước giờ. Tôi mua một vài cầu thủ dự bị. Ok, tôi đã mua xong dự bị. Chúng ta vào sân. Còn đúng một mua một thằng ạ. Cay thế nhở. Team này leo ban chuyên Hà thay. Mèo trẻ lại hạt cho Duy à? Tắt đèn đi à. Nạn nhân đầu tiên của hôm nay đó là bạn Lucien Ackerman. Bạn này sẽ phải chết hôm nay. Chạy kìa. Hỏi mẹ. Mẹ Patrick Trích đâu nhở? Mua bao tiền nó đâu ấy nhở? Con sẽ Trích đâu nhở? Đá kìa. Nó đá kìa. Trai tài gái xỉu đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn trai tài gái xỉu nhá. Nhà thơ nổi tiếng của Hy Lạp đã từng nói. Nói gì em? Player Thaisia ai capot anden dulipai kafa skater anden dulipai. Cái gì đấy? Nói gì đấy? À, tôi hiểu tiếng Hy Lạp đấy anh em ơi. Nhà thơ Hy Lạp đấy nói là đây là team Roma đẹp nhất mà tôi từng biết. Patrick Trích. Khéo léo chưa kìa. Người ta chê anh ấy. Anh ấy chỉ có 15 tỷ. Người ta nghi ngờ năng lực của anh ấy. Thế vào Việt với lại chiếc ạc Roma. Nakata. Người ta bảo tôi là huyền thoại. Xưa chăm học thuật. Ngày xưa là chăm học thuật đấy. Ngày xưa tôi đi học là không bao giờ trốn học hay gì đâu. Ngày xưa tôi đi truyện tử mà cô giáo còn ngày xưa tôi mấy thằng đi lớp diện tử còn bị cô giáo ganh mà. Ngày xưa cô giáo tôi kinh vẽ trưởng luôn đấy. Sổ Nakata chạy kìa. Người này người ta nghi ngờ khả năng của anh tôi. Anh tôi trả lời tôi là Nakata. Em tỉnh như thế, tỉnh cái là cấp hơn gì. Phải tỉnh ấy, tỉnh thôi ấy. Tỉnh ngầu điên ấy. Tỉnh thôi ấy, tỉnh cái đỉnh vẽ trưởng hơn gì. Nakata. Langolang, idol của tôi, Langolang. Anh em nhìn tôi khả năng tính toán tôi nó là thiên tài luôn đấy, ngày xưa tôi đi thi mà. Nên là bây giờ tôi bị phụ thuộc vào máy tính quá. Patrick. Nhắm team Roma đá như này chê, đùa người ta build của team Roma như này chê, sợ thế. Sợ.
Nakata. Ủa, ủa Nakata đá hay vậy trưởng, sao 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 đâu vừa rồi mình pick cầu thủ mình không pick của Nakata nhở? Ủa, đá này chê đùa, đá này chê. Team này cảm giác mạnh hơn chè 190 tỷ của em thế thôi, mạnh hơn hẳn đối thủ, không chịu nữa rồi, thoát rồi. Sao chịu được? Khánh nhà bác mới đi thi về, hiện giờ là Khánh không được khỏe. Lakata kìa, bạn Lakata đá lét thế. Tôi có Lakata bạn ạ, tôi có Nakata rồi. Cay mấy anh em thật. Em xin lỗi để thấy mất một viewer mà. Không có. Khánh đây mà. Mất gì? Khánh nói sao? Tôi tin Khánh mà. Thầy ơi lên mà 165 hack hay 14 hack, 14 hack em ơi. Ok, tao luôn xong mình vợ này từ bỏ sớm vậy. Sad boy đa tình đã chi phối thầy lên với 10.000 đồng. Nakata đã hay dã man luôn đấy. Tối nay thầy thuê em Khánh mở ngoặc người tiếc nuối vì cô được thủ khoa trong kỳ thi tỉnh ở tháng 5 đóng ngoặc về mua vui cho anh em hả? Cảm ơn sếp đa tình nha. Mấy cái đấy là bách khoa là mấy cái D5, D6, D7 các thứ gì ấy. Căng tin ấy. Đông dã man luôn, dưới cổng cổ thang căng tin là sẽ qua hàng photo ấy. Uầy, toàn phải đi in mấy cái phong nhỏ xong rồi tôi sẽ cầm tay như này rồi để đùi chứ. Nhưng mà không, về sau không chép được. Tôi ngồi tôi thấy mấy anh em bị bắt căng quá, tôi không dám chép nữa. Tôi không dám chép phào luôn đấy. Mấy anh em bắt căng nét luôn mà. Có thằng có quả vừa vào phòng bị bắt luôn mà. Vừa vào bắt đầu làm bài thi được 10 phút bị bắt luôn. Kiểu mấy giám thị chép phào căng quá. Thế là tôi không dám chép phào luôn. Thế là tôi ngồi tôi chép phải bạn. Quan trọng sau này ra anh em làm gì chứ, anh em làm gì chứ, quan trọng là anh em được làm công việc gì, quan trọng là công việc đấy nó thu nhập như nào, tất cả nó chỉ chung quy lại là công việc của anh em sau này thôi mà. Còn đấy 15 tỷ nhỉ? À mua con Sutter Kalenburg cộng 8 về. Bắt xong rồi 10 thằng mấy thằng còn lại là cũng không được. Ít ra có anh em cái bằng, tôi có bằng đại học cao đẳng, nhìn người ta mà chạy lòng thì em học đi. Em còn trẻ, bao nhiêu cơ hội. Tên là hội mà không biết tận dụng cơ hội à? Nhìn chạy lòng thời gian còn nhiều, phải là bây giờ phải muộn, học chưa là muộn cả, học chưa là muộn. Pen luôn chứ còn gì nữa, thẻ vàng luôn là sao? Ủa sao còn thấy pen, sao còn thấy pen vậy? Không hiểu luôn đấy. Đi mà là hoàng tử châu Á. Nhật Anh đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Khi thầy em mới vào ạ, có sớm quá không thầy? Má chiều chủ Nhật Anh đi đâu vậy? Cảm ơn chủ Nhật Anh nha. Sao mới dậy? Ngủ dậy à? Ngủ dậy Hà Lan Madrid à? Nhìn thấy thôi chứ nó vất vả lắm anh em ạ. Anh em không hiểu nó vất vả như nào đâu. Vậy tôi thấy là nhiều cái nó thiệt thòi cho gia đình với con cái. Thực ra nhiều cái thiệt thòi ấy, kiểu bây giờ tối ngồi với anh em này cả tuần luôn ấy. Cũng chả gọi là giao lưu gì cả với cả bạn bè ấy. Thường thường người khác thì những người khác thì người ta là đi làm công sở ấy, 8-9 giờ dấu sau 8-9 giờ là người ta xong hết việc rồi, người ta đi chơi, người em ta đi kia cà phê thầy cũng nhớ siêu xíu. Thầy Lân an nhiên. Ủa à Sên à, ừ cảm ơn Sên nhá. Rồi Sên, thầy hay đọc không? Thầy hay thấy comment mà. Cảm ơn Sên nhá. Hà Đức đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ghê à? Nếu chọn lại, khả năng chúng ta sẽ thấy binh nhì Lê Huy Hải. Cảm ơn Hà Đức nha. Không, nếu chọn lại là tôi sẽ ngày đấy là không hả? Ngày đấy là tôi thi trường công an là tôi định hướng là học bách khoa, xong rồi học về kiểu cốt củng ấy, để sau này tôi vào an ninh mạng. Nhưng mà tôi ngu quá, tôi học ngu quá nên ra trường tôi nghiện điện tử, thế là tôi quyết định là tôi không theo cái nghề ấy nữa. Một mấy thằng đua xe mệt lắm. Chẳng flex, nhớ anh em hỏi như này suýt nữa thì tại sao anh em biết không, tại vì tôi toàn giản dàn cảnh học bài ấy, xong rồi có cái ngăn học bàn ấy,
tôi nhét cái quyển truyện đấy, xong rồi bố mẹ tôi mà không để ý tôi lấy ra đọc. Kiểu có cái học bàn đấy này, xong tôi cứ để cái quyển truyện dưới đùi đấy, xong rồi tôi giả vờ tôi ngồi học, xong tôi nhìn quyển truyện. Hồi bé tôi thích đọc truyện đấy nhỉ. Tổ quốc gọi tên rồi, không đi chết. Bây giờ tới giờ mà tổ quốc mà gọi tôi cũng đi thật. Thầy cho em chậm mấy hôm, từ từ em đóng. Thường rồi hóa thì kém lý á, thế à, không ai toàn diện à. Sợ thật, đá này anh em chê của Roma này yếu ạ. Ui, tôi cần lắm. Ui, đá này chê yếu ạ, chịu. Xanh lè luôn. Ôi có anh em ơi, cảm ơn anh em vì ngày hôm nay nha. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau và tâm sự tiếp. Hẹn anh em ngày mai nha, rất cảm ơn anh em về buổi stream ngày hôm nay. Em cảm ơn thầy nhé. Ok Duy Lê ơi, cảm ơn em rất nhiều vì hôm nay đã cho thầy 150 tỷ để đi quả bill của team Real Mắc Binh à. Team Roma Mắc Binh này. Hẹn nghe ngày mai nha. Bye anh em.